tình. Con bình minh xin đảnh lễ cho chị Bì Trên, Đức Tổ Sư, Đức Thầy và cùng toàn thể tất cả các bạn đạo. Hân hoan chào mừng tất cả các bạn đạo đã đến đây tham dự lễ đón xuân Quý Mão tại trụ sở xây dựng Vô Vi, miền Nam California vào ngày Chủ nhật 22 tháng 1, tức là một Tết năm Quý Mão. Xin chúc mừng năm mới. Sau đây tôi xin mời bạn đạo trong ban chấp hành và hội đồng quản trị chức kiến Vô Vi. Xin mời tất cả các bạn đạo chúng ta cùng đứng lên để làm lễ. Sau đây xin mời cô Bộ trưởng Lâm Văn Ai lên đọc diễn văn bắt đầu chương trình. Tu hành tinh tấn viên mãn trong cái cuộc
trong cái hành trình còn dài của mình đó, thì mình sẽ tiếp tục cứ mỗi năm đón xuân là một cái ngày vui, một cái ngày long trọng mà trời đất đã ban thưởng cho tất cả con người của chúng ta. Xin chúc tất cả các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng. Và thì mình xin đọc bài thơ: Xuân về xin chúc muôn nhà vui xuân thân nhẹ, nhớ ca tỉnh trời. Thế gian nắng tơ tiên hồi, chi già chị dị độ đời độ ta. Cùng tu cùng hưởng tình cha, tân xuân quý mão nhà nhà yên vui. Và xin kính chúc các bạn đạo luôn vui vẻ, chúc mừng năm mới. Tiếp theo đây là một cái chương trình đặc biệt nhất của cái ngày mà đón xuân của mình, là mình sẽ nhận nhận bao thơ lì xì của Đức Thầy. Thì đầu tiên em xin mời quý anh vậy là quý anh trưởng lão, quý vị trưởng lão lên trước, rồi sau đó cứ tùy theo cái lứa tuổi. Bây giờ đầu tiên là tuổi 90 như nè, rồi tới 80, 70, 75, cứ tự như vậy để cho em dễ nha. Dạ em xin mời luôn anh Trần Trần Long. Lăng gì đó, 90 là ổng Trần Lăng, ổng mới 59 tuổi. Anh chị luôn chứ chị. Hàng 90 nữa. 49. Các bác ơi cầm lì xì lên, các bác này. Ừ,
là năm mới anh Long có khỏe đúng không? Tao nói cũng muốn biết đấy. Chúc các bác năm mới có mèo. Bác thì ăn chè quá cho có mèo. Để chụp cái này rồi sang năm mình chụp sao coi chứ có lên hay xuống được không? Cô ơi còn hai bác gái chụp đi. Dạ mời các bác về chỗ. Các bác gái, mình nói mời các bác gái 80. Các bạn đã đưa cho hai bác một chàng nhảy tay rồi. Hai bác có nhà biết chứ, sách cái nào cũng chụp hình giỏi lắm mà. Chụp hình giỏi thì chụp hình giỏi. Dạ, sau đây mời các bác hai bác hàng từ 70 đến 80 rồi. Thôi nhiều nha. 70 đến 80 là từ từ. Lớp mới có mèo còn nữa, thứ còn ngon, chưa thấy loại bươi lửa ổn rồi đó. Đó, đứng ở trước đi. Tôi thích chụp hình trẻ. Đấy. Tám mươi, chín mươi.
mình ở đây là chính mời mình. Dạ. Dạ chứ mình từ 60 đến 7 ơi. Để cái này. Dạ, lực lượng đó là có nghĩ là như vậy cho con xin phép là từ 60 đến 70 rồi từ từ làm các bạn đang đứng đầu em sẽ được. Dạ, cho con mời là đầu được 60 đến 70 ạ. 60, 60 rồi. Cái này không sao, đến trẻ không sao, anh thành thôi. Nếu bạn đã cấp phôn đó, để cho đội luôn. 60 tuổi, 60 tuổi. Chút đầu vô là con bắt đầu vô mình hết rồi. Cái gì mình lọc được cái đó, ra đâu ra lọc được. Rồi các bạn đạo nữ từ 60 đến 70 mình lấy xong hết chưa bây giờ dạ, rồi bạn đạo nào cho ba thì thẳng chỉnh sửa cho con nha. Happy New Year. Rồi bây giờ ủa dạ bây giờ từ bốn từ hoa cô bạn đạo nam sang cho con mời các bạn đạo nam từ sáu mươi bạn thấy vậy sáu mươi đến 70 ạ. Và bây giờ con mời bạn đạo nam. Cái là do mình tự nhận thôi chứ. Hôm nay có nhiều bà, nhiều các bác chú mà áo dài thì dễ thương quá. Áo dài các bác thương. Dạ, cho con mời từ 60 đến 70 nha. Dạ, sau đó con sẽ mời ban nhà bếp nha. Ban nhà bếp được quốc tiên làm việc là ban nhà bếp sẽ được. Dạ. Rồi cho em biết anh nào trong ban hình ảnh sắp xếp lại đội hình ha. Dạ. À, tại vì cái năm nay đó quý bạn đạo thấy không, quý bạn đạo thông cảm dùm là cái tiền mà trong cái bao lì xì này nó có cái giới hạn. Thành ra những bạn đạo nào có mặt ở đây thì mình mới lấy cái bao thơ ở đây. Nhưng mà nếu mình muốn xin cho gia đình á thì ở phía ngoài có một cái bao thơ. Nhưng mà không có cái tiền mới trong, là tại vì cái tiền mới hôm nay rất là hiếm để mà mình bỏ cái bao thơ cho bạn đạo. Người nào có mặt ở đây sẽ hưởng được tất cả. Thì đầu tiên là bốn câu thơ của Đức Thầy cho một năm mới của mình. Trong này có một tờ giấy tiền mới tinh luôn. Và trong lại thêm có một cái tờ loto. Thì cũng xin nói rõ là năm nay mà có được cái tiền lì xì này là đặc biệt cảm ơn Bình Minh. Bình Minh đã đổi được 100 tờ giấy lì xì. Giỏi. Rồi cộng thêm là của Lan Ti giúp vô. Lan Kỳ có bỏ vô rồi một phần nữa là của anh Bảy. Anh Bảy rất là tội nghiệp, anh Bảy nói là của chị Bảy cái tiền lâu rồi nhà mới bị lâu. Thì nhờ vậy mà mình mới có được 150 bao lì xì có tiền trong đó, cái tiền mới. Thành ra những bạn nào có mặt ở đây thì mới được nhận cái này, trong này nó đầy đủ hơn. Dạ. Có chụp bên này không vậy? Có vậy? Để chụp bên này đó chưa? Rồi, rồi một tràng vỗ tay cho các bạn đạo. Dạ, cảm ơn.
xin hỏi bạn đạo trong ban nhà bếp á. Ủa 50 hả? Dạ ban cho bạn đạo ban nhà bếp. Để lên kêu lên. Vậy trong thời gian kêu lên thì cho con xin mời các bạn đạo nữ 50 đến 60. 50 đến 60. Dạ, quá mặt cô áo dài nè. Dạ, sau đó xin mời bạn đạo nữ đứng sang hai bên để chờ cho tất cả mọi người lấy xong để chia sẻ chung hơn. Lấy xong rồi đứng dậy cho thôi. Lấy xong rồi đứng dậy mình lấy xong rồi đứng thành hai bên thì con nó dễ vậy. Hai lấy giường cho mình lên một lá thì được. Không được tấm hình cho bạn đạo của tôi cái tấm người ạ.
Bắt đầu chưa nhìn thần, dạ bắt đầu mới cười, mới lên tay cái phần nào.
À, à bắt đầu con hát đi. Người nào chưa có hôn thơ thì lên lấy nhau. Bạn ấy bạn đã phải chưa? Đã có chưa hả? Thì là tới đã lên chưa? Có người nào có hôn thơ? Còn Hải ơi, đưa lên lãnh chưa? Còn người nào quên thấy không? Mấy đây là tôi xin chúc tất cả các bạn đã có mặt ngày hôm nay, nam nữ, bốn cái câu thơ. Ok, thì cái này là về đời nha, nói trước về đời, tôi về đạo, okay, cái đời sau. Tôi đi ngược lại, không phải là đạo, tôi là đạo. Yeah. Chúc cho sức khỏe dồi dào, chúc cho tu tiến điển thanh thật nhiều, chúc cho thiền đạt yêu cầu, chúc cho luôn nhớ tổ thầy. Rồi thì cái này tất cả các anh chị em đều có nghe hết rồi. Tiền vô như nước sông Hồng, tiền ra nhỏ giọt như cà phê riêng. Cảm ơn. Trước khi mình chung thì cho con xin giới thiệu quý bạn đạo mà từ phương xa tới. Dạ. Ở đây mình thấy có bằng đạo với tắt phô hoặc là ổn định vị trí ngồi. Dạ.
chú Dũng sẽ cho mình biết hôm nay mình sẽ thiền chung bài giảng nào. Vui xuân. Ai chuẩn bị 69 rồi nha. Hôm nay mình sẽ thiền cái băng vui xuân. Thầy giảng đêm 31 tháng 12 ngày 1988 rồi đề là vui xuân. Các bạn hãy lấy cái đặc biệt nha. Mình sẽ vui thầy xuân. Đón Tết chúc cho mọi người vui xuân.